Xin chào các bạn. Hôm nay góc đã là sẽ hướng dẫn cho các bạn cập nhật version 8.0 camera AK9R. Liên tải mình để ở dưới phần mô tả. Đầu tiên các bạn copy file svhost.brn first. Sau đó copy các bạn dán vào phần thẻ nhớ của camera in memory card. Các bạn nhớ là phải thoát thẻ nhớ trước khi tháo thẻ nhớ ra khỏi máy tính nhé. We need to save to remove memory card. Bước tiếp theo, chúng ta lấy thẻ nhớ ra. Thẻ nhớ we connect the memory card into the camera. Put the power on. Các bạn bấm nút khởi động camera. Immediately, firmware update is already. Này sẽ camera sẽ tự động cập nhật firmware. Don't touch any button. Không mình mới chép vào this camera. Các bạn cứ để cho nó tự chạy cho đến khi nào màn hình nó tắt đi. The screen is turned off. Canon H9R mình mua cũng lâu lắm rồi, mà xài tới thời điểm bây giờ thì vẫn không thấy lỗi gì hết. Nhưng mà mình thấy có phiên bản mới, mình cập nhật lên firmware mới. Camera giá rẻ thì H9R là một trong những sự lựa chọn rất là tốt cho các bạn có sở thích đi quay phim đơn giản. Rồi sau khi màn hình tắt đi thì chúng ta tháo thẻ nhớ ra. We remove the memory card out of the camera. We connect the memory card mục đích lên to the card. Hai cập nhật với dữ liệu này. Hai hết mode sẽ and then set to remove memory card. Tiếp theo chúng ta gắn thẻ nhớ trở lại camera. We connect the memory card into the camera again. Rồi khởi động nó lên. And turn it on. Đơn giản chỉ vậy thôi. Here we are. Camera chúng ta đã được cập nhật version mới, version 8.0 cho camera Canon H9R. Chúng ta vào phần cài đặt vào version và chúng ta đã cập nhật thành công H9R version 8.0. Chúc các bạn cập nhật thành công nha. Nhớ like và subscribe kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Góc Đà Lạt nhé. Bye bye.